Rồi ok anh em, thì mình hôm nay mình đi coi mình xử lý cái giếng bơm chính anh em, của bơm nước cá sấu. Bây giờ là nó không lên nước được anh em, bây giờ mình vô chỗ mình lắp bơm đồ sò nha. Đó thì anh em có theo dõi kênh thì đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Rồi ok let's go, thì giờ mình đi anh em, vô tới chỗ mà mình quay. Mà hôm nay mình đi có mình anh em, có lẽ là nhiều khi mình quay thì nó hơi khó khăn. Nếu mà mình thấy mình cảm thấy mình quay được thì mình quay cho anh em xem, còn không á thì đợi mình làm xong mình quay cho anh em xem nha. Rồi ok mình đi nha. Nó có chứ, lên bình thường. Ừ. Như tôi có khách làm cá sấu viên 49 giờ nó hết lên rồi mọi người. Đó, mình đổi qua mình vừa đầu sò này nha. Đây là con bơm còn chạy được QC nha. Mình đổi qua người đầu sò này. Đầu sò này. Dạ. Con ở chỗ đối diện quý ban á chú, cái nhà của ông Ba Trận á. Dạ. À, mộng hả? Mộng đang bố điện. Dạ. À, con ở ngoài luôn. Dạ có rồi, dạ hai được hai thằng rồi. Lớn được 4 tuổi rồi chứ. Này có cái nút bít á, nút bít phát lỗ chừng 6 ly, 10 ly đó xịt. Cái một. Dạ. Dạ dạ. Rồi nhắn xong rồi mọi người, bây giờ về mọi người. Đây giờ mình nghe đây. Vô cái tủ kem rồi đấy ở đây không ai có rồi. Ở xa tại nấm ở sao nữa. Nấm bự như ở xã này đâu ai làm đâu. Dạ. Ở Càng Lâm có chủ người hai người vậy. Nấm nó mắc không chứ? 40.000 ký. Đưa điện thoại ngoại đây. Đó. Cho ngoại mượn điện thoại. Ở đây con heo. Đang quay chạy. Dạ. Là cái này đang sao à? Ừ. Nào đầu nó heo. Chúng như mới có dưỡng hả chú? Ừ, đang nuôi tơ. Một tháng nữa mới cho ra nấm. À dạ. Để mình nhập cái hàng dài hạn nó ăn được bền. Còn ví dụ nhập cái loại là mười mấy ngày mình cho ra nấm á. Dạ. Tơ mình đem đi vận chuyển từ Long Khánh về nó bị dập. Còn về để một tháng rồi nó im rồi tơ nó chạy tốt. Cái này bán lẻ hay là bỏ mối bỏ mối luôn. Ở đây đâu có ai à? Người ta chưa biết ăn hay gì á chứ. Sao không như người ta không biết á. Ký 40.000. Biết rồi không biết ăn. Nhưng mà nấm cái nhiều lắm chứ. Đúng rồi, không biết ăn thôi. Cái này
Đúng rồi, có chỗ tại ở đây có sẵn chuồng trại chứ gà, chứ nếu vô 10.000 thôi á, 10.000 thôi á, thì cái trại làm có 20 triệu cái trại. 10.000 thôi. 10.000 thôi rồi phải làm cái trại rồi, bị chiều dài 20 thước, chiều ngang 8 thước, được 10.000. 40.000 ký mà tính ra anh chạy 20 triệu, 10.000 phôi cũng đâu có ấy đâu, đâu có tốn kém gì đâu. Đâu có tốn kém gì đâu. 10.000 phôi giờ cũng nhập nhiên liệu hết đến 60 triệu rồi. 60 triệu mà ý là cái trại của mình đó. Cái trại mình làm lâu dài dài mà. Ví dụ giờ con làm, ví dụ vô 5.000. Bắt đầu tháng sau bắt đầu vô 5.000 tiếp rồi xây dựng bài. Bây giờ bắt đầu cái 10 bữa nay vô rút làm xử lý 2.000. Mời 2.000, mốt 2.000 đầu núng có xây dựng bài. Ngày nào cũng có đi chạy. Vậy là làm bao lâu nó mới ra được lắm? Thôi mỗi khi mình 10 ngày. Mình tơ chạy đủ thấy tơ chạy dòm thấy trứng bịch ở đầu rút cục con gòn ra, đóng nắp lại, 10 ngày sau rút ra tưới nước, rút nó tổng chùi ra. Rồi bắt đầu mình bẻ xong bắt đầu vệ sinh cho sạch cái miệng. Giống như mình kéo nhiều khi đứt rễ trong á, có bị thúi. Vệ sinh xong đầu đóng nút lại, 10 ngày sau ra nữa. À vậy thu hoạch là cái vệ sinh xong rồi đóng nút lại, 10 ngày sau ra tiếp. À, xây chuyện hoài. Thế cho ăn đi. Cho tiêu hao, bị đúng ra mình phải có khấu trừ cái bị hư chứ không phải có. Thì 5.000 bịch thì nó đúng ra 5 tấn, mình còn khoảng 4 tấn rưỡi. 4 tấn rưỡi, 1 tấn thì ra 40 triệu. Bây giờ mình không tính nữa, 4 trùng tính 35 thôi. Khi lên xuống mình tính 35 là chắc. Đúng rồi, tính từ hao mấy cái kia chứ. Nhiều khi bổ bị không sao được. Thí dụ giờ đi bỏ gì 40.000 á, có khi dội núm cũng 35, chứ không có 30. Thì giờ mình tính từ bù lại 25 thôi. Thì giờ tính 4 tấn rưỡi, đúng là nhiều tiền. Thì 4 tháng lên 900-200 triệu. Mà núm này ở đây con mới nghe đây trồng thôi chứ đâu có đâu luôn. Đây ít lắm. Một ở này là. Thì cái này nhập từ Long Khánh về. Có vô sẵn bình thường vậy, về sắp đi vô cậy gì rồi. Vô sẵn hết trơn, về mình chỉ cần sắp lên lên cậy thôi. Sắp vô cây. Vô cây. Cây cũng như sắp cửa củi vậy. Bây giờ làm kệ cũng nói bị ở vùng ngoại làm kệ. Thì bây giờ ví dụ 10.000 bịch thì nó làm cái trại khoảng 10 mét vuông à, 10 mét chiều dài từ ngang 8 mét là nó được 10.000 rồi. Nên mình làm trại nó làm lên 3 tầng. Còn mình không làm đầu tư, giờ nếu làm cái sắp sắp vô từng tầng của nó đầu tư khoảng 50-60 cây à, sắp. Giờ mình không đầu tư đó, mình đầu tư gạch ống mình sắp. Chứ không bao giờ bung ra mấy chục triệu nữa là cái vàng sắt. Tại sắt thì làm thời gian ăn được 5-2 năm thì sắt này nó một thôi. Bởi vì núm này nó bị tưới nước nó rút vô. Dạ. Nhưng mà nó ướt hoài nó không khô nữa. Tên gì? Dạ con tên Lâm chứ. Lâm. Dạ Lâm. Không thấy nước chưa? Thôi được rồi, được rồi, con về. Về quấn mô tư nữa. Về làm. Thôi giờ con về luôn chú ơi, về luôn coi. Dạ. Dạ rồi rồi rồi. Dạ rồi rồi.
Rồi ok mọi người, thì giờ mình ra mình về mọi người. Nói chung là giữa trưa nắng mà được cây kem tươi ăn thì nó mát lòng mát dạ mọi người. Nó thì anh em nào mà chưa biết về đầu sò đó thì gắn cái nước rồi không lên thì mọi người xem clip này mọi người biết nha. Đó thì clip này mình làm video thực tế cho anh em xem luôn á. Đó, anh em nào xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho mình xin một like. Rồi giờ là giữa trưa nắng lắm mọi người. Mình đang đứng ở giữa đường luôn nè. Nói chung là nắng quá trời nắng luôn, đứng nói chuyện với mọi người á. Rồi xong rồi mọi người, thì giờ mình về nha. Đó, nói chung cũng có quay một cái video để tạm biệt mọi người. Có gì hay mình quay cho mọi người xem nha. Ok.